Em xin kính chào quý vị anh chị nhé, cùng quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục giới thiệu cho quý vị anh chị chúng ta một cái sản phẩm, một lô đất, đất thuộc lô 2 của quốc lộ 14A nhé quý vị chị nhé. Và sản phẩm của chúng ta là có địa chỉ tại xã Gia Phang, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Và sản phẩm của chúng ta là có một cái mặt tiền con đường nhựa như thế này, lên đến là 47m nhé quý vị chị nhé, 47m khu vực khu dân cư. Đây, khu vực khu dân cư, vẫn đi vào trong này là khu dân cư. Còn đi ra hướng này là chúng ta sẽ đi ra đến quốc lộ 14A chỉ khoảng 150m thôi nhé quý vị chị nhé. Ngay trên đầu đường này là quốc lộ 14A rồi quý vị anh chị. Và theo cái hướng này thì chúng ta sẽ hướng tay trái thì chúng ta sẽ đi về trung tâm ủy ban, trường, chợ, là nó rơi vào trong bán kính là khoảng hơn 1 cây số. Và đi đến trung tâm của huyện Chư Bứ nó khoảng 3 cây những chị nhé, 3 cây, hơn 3 cây. Và đi đến thành phố Pleiku nó rơi vào khoảng 40km những chị nhé. Và còn theo hướng ngược lại, theo tuyến đường quốc lộ 14A thì chúng ta sẽ đi về Sài Gòn, Bình Phước, Đồng Nai những chị nhé. Đây, đây là cái mặt tiền con đường nhựa như thế này. Lô đất của chúng ta đây có một cái vị trí cực là đẹp, đất vuông vức với chiều sâu là 79m những chị nhé, ngang 47m theo cái hướng tây em đây nhá. Đây, theo cái hướng tây đây mà chạy dọc theo cái con đường nhựa như thế này là 47m. Và đằng sau của chúng ta chiều sâu là 79m, đằng sau có lô 2 khu dân cư nhá quý chị nhá. Hiện tại trên đất là đã có 300m đất thổ cư rồi. Đất phun hồng toàn bộ, nhưng mà chủ đã lên cho chúng ta là 300m đất thổ cư. Và với mức cái mức giá bán ra chủ mong muốn là 30 triệu một mét thôi quý vị chị, chỉ 30 triệu một mét ngang thôi nhé quý chị nhé. Đất bằng phẳng, đất bằng so với đường như chị nhé. Rào ranh giới, rào bài bản hết rồi. Còn theo hướng này nhé quý chị nhé, theo hướng này chúng ta sẽ đi vào một cái khu dân cư trong này nữa quý vị chị, và đánh vòng hình chữ U ra đến quốc lộ 14A luôn. Theo hướng này thì chúng ta đi ở trong này thì chúng ta có một cái trường tiểu học nữa quý vị chị nhé. Theo hướng này là khu dân cư là ngay trước mặt quý vị chị đây, là đánh một vòng hình chữ U là cũng ra đến quốc lộ 14A luôn nhé. Đây là khu dân cư nhé quý vị chị nhé. Danh của chúng ta là bắt đầu đến đây, kết thúc là tại đây nhé quý vị chị nhé. Danh là kết thúc tại đây, tại cái hàng chuối đây. Đấy, theo cái hướng, cái cột tay này, hướng tay em chỉ đây quý vị chị nhé, là 47m chiều ngang, bán mặt tiền là con đường nhựa như thế này, sâu 79, 300m thổ cư. Đằng sau nó thể hiện một cái con đường những chị nhé, một cái con đường lô 2 đằng sau kia, chỗ cái nhà, ba cái nhà đấy quý vị chị, là có một con đường nữa nhé, là hai mặt tiền trước sau quý vị chị nhé. Cái này thì rất phù hợp cho quý vị chị nào chúng ta mua về, chúng ta có thể làm một cái nhà kho xưởng ở đây, nhà máy chế biến, hoặc là kho để đựng hàng hóa, hoặc là chúng ta phân lô ra chúng ta bán nhé quý vị anh chị nhé. Với bề ngang rất là dài, chiều sâu cũng rất là hợp lý, chúng ta cắt ra 10 nền hoặc là chúng ta cắt 10m hoặc là 5m đều được nhé quý vị chị nhé. Bởi vì ở đây mặt tiền đường khá là rộng, đường nhựa luôn, khu dân cư nữa. Với mức giá bán chỉ có 30 triệu một mét ngang thôi quý vị anh chị, 30 triệu một mét ngang, có thương lượng và gia chủ sẽ bao hết toàn bộ thuế phí cho quý vị anh chị luôn. Chủ đang hạ giá nhé quý chị nhé, chủ đang hạ giá bán lỗ luôn quý vị anh chị. Đây, cái lô này 7m, đây có cái số đây, có cái số điện thoại như thế này, chủ đang báo là 50 triệu một mét, nhưng mà lô bên cạnh là chỉ có 30 triệu một mét thôi, chủ hạ giá bán lỗ luôn nhé quý vị anh chị nhé. Đây là khu dân cư này, toàn bộ là dân cư trong này, ở san sát luôn. Ở đây thì một số hộ dân làm mô hình trang trại này, nhà ở, vừa làm vườn rồi vừa ở đây luôn. Đây là khu dân cư nhá, kia có một cái nhà máy thái cực kỳ là to này. Đấy, khu dân cư là trong này hết. Đấy, quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm thì liên hệ ngay cho em nhé, với số điện thoại nó ghim trên màn hình, và kết bạn Zalo em gửi đầy đủ thông tin cho quý vị anh chị. Và bây giờ cùng theo chân em sẽ đi ra cái con đường quốc lộ 14A nhé, và quay chi tiết cho quý vị anh chị, là chỉ khoảng 150m thôi là chúng ta ra đến quốc lộ 14A thôi.
lô 2 nhé. Lô 2 có lộ 14A. Và quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm, thiện chí thì kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin bìa cho quý vị anh chị. Và quý vị anh chị liên hệ ngay cho em, em sẽ dẫn quý vị anh chị đến tận nơi xem thực tế đất, và chúng ta gặp trực tiếp chủ, chúng ta thương lượng giá nhé. Và bây giờ em xin phép kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị đang xem kênh thì cho em xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo nhé, để chúng ta nhận về những video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất chúng em nhé. Em xin chân thành cảm ơn.